Người là ai? Sao không như bao người khác sinh ra, lớn lên, học hành, kiếm việc, lập gia đình và có một cuộc sống êm dịu? Tại sao lại chọn cho mình một lối sống đi ngược lại với dòng chảy của cuộc đời? Chiếc áo dòng đơn sơ lại hấp dẫn hơn bao trang phục thời trang hàng hiệu hay sao? Nói đến thời trang, con cũng mặc áo thời trang này. Cái này là Joseph A. Bank. Đôi giày thì mua sale 25 đồng. Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thiêu diệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Chúa. My life is sacred musical note, God woven into a great song. My life is a song of gratitude, a lifetime of thanksgiving to God. Kính thưa quý vị, có lẽ vì thế mà biết bao năm thân nữ tú đã bỏ lại sau lưng tất cả để chỉ được trở thành một nốt nhạc trong tay Thiên Chúa. We invite you to enjoy a very special dance performed by our little nuns. Mau khó quên ngập tràn tình ngàn thương không vững.
trần gian bao khói ngập tràn, tình nhà thương còn đúng như ngày an. Xin ngợi ca bao là tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân, vì đời con. Only one question. I would like to get your answer. Yes or no? Only one question. Same question for everyone of you. Good. You like to be a nun? To be a sister? To be a nun of the Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiệm? Thank you, all your future sisterhood.